Rồi, xin chào mọi người. Từ ngày 4 tháng 11, tức là cách đây 2 ngày, thì V-Ray có phát hành bản chính thức update V-Ray 5.2. Trong đó thì V-Ray có cải tiến một số chương trình và update kho thư viện vật liệu. Thì trong video này mình sẽ nói qua cho các bạn cách sử dụng kho thư viện vật liệu của V-Ray và cách sử dụng scatter trong V-Ray. Đó là hai tính năng mới. Còn những tính năng khác thì mình sẽ nói trong các video tiếp theo. Thì như các bạn đã biết, từ V-Ray 5.1 thì V-Ray cho chúng ta một kho thư viện có tên là chào Cosmos. Đây, các bạn bấm vào. Thì ở đây chúng ta có nội thất, có phụ kiện, ánh sáng, cây cối, phương tiện, người, material và HDRI. Thì từ V-Ray 5.2 chúng ta có thêm mục material. Nếu các bạn chưa biết cách sử dụng thư viện chào Cosmos và cách hiệu chỉnh vật liệu cũng như cách tải vật liệu thì các bạn có thể vào kênh của mình và các bạn xem video chỉnh sửa vật liệu thư viện Cosmos in V-Ray 5. Trong video này mình đã nói rõ cách tải vật liệu và cách hiệu chỉnh vật liệu. Thì ở đây chúng ta có thêm một mục mới, đó là mục Material. Trong đây thì V-Ray đã chia các vật liệu thành các danh mục đây. Và theo như ý kiến của mình thì những cái vật liệu trong này chất lượng rất là cao. Đây có gạch, bê tông, vải, đất. Để tải vật liệu về thì các bạn bấm vào. Ví dụ ở đây các bạn bấm vào cái hình màu xanh dương này thì các bạn tải về. Đến khi nó xuất hiện cái hình màu xanh thế này thì có nghĩa đã tải xong và cái thư viện này sẽ lưu online, tức là nó sẽ lưu trên chào Cosmos này. Khi nào các bạn dùng thì các bạn chỉ cần bấm vào chào Cosmos, sau đó bấm vào cái dấu màu xanh này thì nó sẽ nhảy vào cái bảng setting của chúng ta. Ví dụ đây, cái này tải xong rồi đúng không? Đây, mình sẽ bấm vào. Thì bây giờ các bạn vào Access Editor. Ở đây đã hiện cái vật liệu mà chúng ta vừa tải về và chúng ta import vào. Hay là để sử dụng vật liệu khác thì các bạn chọn danh mục, ví dụ ở đây chọn gỗ này. Đó, thì ở đây vật liệu rất là đẹp. Hoặc là sàn này. Ví dụ mình tải sàn này về nhé. Import vào này. Thì bên này nó đã import vào bảng V-Ray Access để sử dụng vật liệu thì chúng ta dùng bình thường. Khi import vật liệu vào thì chúng ta phải kiểm tra kích thước để xem là cái map của chúng ta đã đúng kích thước chưa. Ở đây mình có thể tăng lên một chút nữa. Và trong cái vật liệu này thì V-Ray đã tạo map cho chúng ta luôn rồi. Ở đây có map diffuse này, refraction là có map này, băm đã có map này. Thì do vậy cho nên là cái map này rất là chất lượng. Chúng ta bấm lên thử này. Đó, rất là nét. Thì đó là cách sử dụng kho vật liệu mà V-Ray vừa cung cấp cho chúng ta. Ở đây mình có vật liệu đất này, bây giờ mình sẽ đổ vào đây này. Thì có nhiều cách để đổ vật liệu. Cách thứ nhất là chúng ta bấm vào đây, chúng ta chọn thùng sơn và chúng ta đổ.
Hoặc là bây giờ chúng ta bấm phím B và chúng ta đổ vào. Hoặc là chúng ta chọn kết cấu và chúng ta kích chuột phải chọn Apply. Cái kích thước thì V-Ray nó đã tự động update cho chúng ta ở đây rồi. Và tùy thuộc bây giờ bạn muốn tăng lên hay cho nó lớn lên hoặc cho nó nhỏ xuống thì chúng ta điều chỉnh đấy thôi. Đó, như vậy thì chúng ta có vật liệu đất. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng Scatter, chức năng mới trong V-Ray. Thì càng ngày V-Ray càng update nhiều tính năng cho chúng ta, giúp chúng ta làm việc dễ dàng hơn. Để sử dụng Scatter thì chúng ta chọn cái mặt phẳng của chúng ta. Sau đó chúng ta chọn bấm vào đây, chọn Scatter. Hoặc là chúng ta vào V-Ray Access, bấm vào đây, chúng ta chọn Scatter. Bây giờ chúng ta apply vào. Để khi xuất hiện cái dấu màu đỏ này là được. Nó giống như displacement ấy. Thì khi chúng ta gắn vào chúng ta phải quan sát. Khi chúng ta thấy cái dấu cộng màu đỏ này xuất hiện thì có nghĩa là chúng ta gắn thành công. Nhiều bạn khi gắn thì không xuất hiện cái dấu này, đến khi làm và render ra thì không thấy kết quả xuất hiện là bởi vì chúng ta gắn chưa thành công thì nó sẽ không xuất hiện. Ở đây mình lấy một số loài cỏ ra ở đây rồi. Và mấy cái cây cỏ này thì mình sẽ dùng scatter mình rải ra ở cái mảnh đất này. Sau khi đã import scatter vào rồi thì bây giờ chúng ta sẽ quét chọn đối tượng mà chúng ta cần rải. Ví dụ đây mình sẽ quét cái này và scatter và chúng ta chọn add guess. Thì ở đây cỏ đã được rải. Đây mình sẽ giải thích các thông số cho mọi người. Density là cường độ. Ở đây khi chúng ta tăng cường độ lên thì mật độ cỏ sẽ lớn lên. Và đấy sheet này là random đối tượng.
mình sẽ thay đổi cái giá trị digit này thì cả đối tượng của chúng ta sẽ được dán đúng vị trí. Khi chúng ta thay đổi giá trị thì những đối tượng đây nó sẽ thay đổi vị trí. Và đấy, orientation này là cái trục của đối tượng. Ở đây khi chúng ta chọn là what up thì cả đối tượng của chúng ta nó sẽ thẳng đứng lên. Nó sẽ thẳng đứng theo trục Z. Đây mọi người nhìn cái cỏ này, nó bị hở khỏi mặt đất. Và nếu chúng ta chọn là along normal thì cái đối tượng của chúng ta nó sẽ bám vào cái bề mặt địa hình mà nó đang đứng ở trên. Bây giờ nó ôm vào địa hình này này. Thì cái này tùy thuộc vào cái đối tượng mà mọi người muốn giải và cách chúng ta bố trí. Nếu chọn what up thì cái đối tượng sẽ luôn thẳng đứng theo trục Z. Và đây nó sẽ bị hở khỏi cái mặt đất. Và nếu chúng ta chọn là long normal thì khi đó cái đối tượng của chúng ta sẽ bám trọn vào cái bề mặt của nó. Tiếp theo ở đây guess origin này là cách hiển thị đối tượng ở bên xu thôi. Nếu đây chúng ta chọn là bounding box thì đây nó sẽ hộp hiển thị cái hộp khối. Còn nếu chúng ta chọn là point thì nó chỉ hiển cái điểm thôi. Và nếu chúng ta chọn là none thì không xuất hiện cái gì cả. Hoặc là ở ngoài màn hình này, nếu chúng ta không muốn xuất hiện đối tượng ở đây thì chúng ta bấm vào cái hình Scatter View này để tắt đi. Và tuy nhiên khi chúng ta tắt thì chỉ tắt ở bên xu thôi, còn bên V-Ray nó vẫn hiện. Rồi cái Preview percentage này nó cũng vậy. Khi chúng ta giảm đi thì bên này nó sẽ bị ẩn đi. Tùy thuộc vào cái mức độ phần trăm mà chúng ta giảm thì bên này nó sẽ hiện thì ít hay nhiều. Và đây rotation này, random mean và random max. Ở đây 0 và 360 có nghĩa là khi chúng ta giải đối tượng thì cái đối tượng của chúng ta sẽ random từ 0 cho đến 360 độ. Tức là nó sẽ quay từ giá trị 0 cho đến 360 độ. Và đây thì chúng ta có thể hoàn toàn thay đổi cái giá trị này. Và đây scale random min 0.9 và random max 1.1 thì có nghĩa là sau khi giải đối tượng ra thì cái độ lớn của đối tượng nó sẽ được random trong giá trị 0.9 cho đến 1.1 lần so với kích thước ban đầu. Và ở đây chúng ta có thể thay đổi những cái giá trị này. Ví dụ mình để là 0.5 thì sẽ có đối tượng sau khi giải ra nó sẽ có độ lớn bằng 0.5 lần so với đối tượng ban đầu. Đó, đây mọi người chú ý nhé. Một số đối tượng nó đã được scale nhỏ đi 0.5 lần này. Và tiếp theo là hệ số scale. Tức là những cái đối tượng mà chúng ta đã scale 0.9 và 1.1 lần này rồi. Bây giờ chúng ta muốn scale đối tượng tổng thể lên. Ví dụ chúng ta scale lên 2 lần. Ở đây chúng ta nhập là 2. Thì cái đối tượng của chúng ta sẽ được random 0.9 lần về độ lớn so với đối tượng ban đầu.
Sau đó nó sẽ được nhân 2 lần nữa lên. 0.9 nhân với kích thước ban đầu, sau đó nhân với 2. Và 1.1 nhân với kích thước ban đầu, sau đó nhân với 2. Thì ở đây cái đối tượng nó to la 2 lần. Thì đó là cái giá trị scale multiplier. Nếu ở đây chúng ta để là 1. Ở đây chúng ta để là 1. Thì có nghĩa là cái độ lớn sau khi giải cây nó sẽ bằng cái độ lớn của cây ban đầu. Và nếu ở đây chúng ta để là 2 thì cái độ lớn của cây sau khi giải ra nó sẽ gấp đôi độ lớn ban đầu. Đó. Và cái giá trị này là cái giá trị biến thiên thôi. Các bạn hiểu như vậy cho dễ. Chúng ta nhập hai cái giá trị này vào để cái cây giữa để độ lớn giữa những cái cây nó thay đổi khác nhau. Như vậy nó mới giống thực tế. Bởi vì ngoài thực tế thì những cái cây nó phải có kích thước khác nhau, nó không thể cao bằng nhau, nó không thể lớn bằng nhau được. Và chúng ta có thể add nhiều đối tượng cùng một lúc. Ví dụ đây mình sẽ quét chọn thêm đối tượng. Quay trở lại scatter. Và add guest vào. Thì trong cái thư mục add guest này nó sẽ hiện cho chúng ta những cái đối tượng mà chúng ta đã giải vào trong mô hình. Thì đây nó sẽ xuất hiện tên của các đối tượng. Ở đây thì chúng ta có thể điều chỉnh mật độ của đối tượng. Ở đây chúng ta giải mật độ là 100 và đây hệ số là 1. Nếu chúng ta muốn giảm đối tượng nào thì chúng ta sẽ giảm hệ số ở đây. Và cùng với cách này thì chúng ta có thể giải bất kỳ đối tượng nào mà chúng ta muốn dùng scatter giải nó ra. Ví dụ đây mình sẽ giải cái đối tượng này. Và người lưu ý khi chúng ta vẽ đối tượng ra hoặc là bất kỳ đối tượng mà chúng ta muốn giải ra thì nó phải dạng group hoặc component. Mình chọn đối tượng, sau đó vào scatter. Bấm vào Podcast. Thì đây đối tượng nó đã được giải vào. Và việc chúng ta cần làm bây giờ là điều chỉnh mật độ kích thước. Rồi, như vậy là mình hướng dẫn xong cho mọi người cách sử dụng kho thư viện vật liệu mới của V-Ray 5.2 cũng như là cách sử dụng scatter cho V-Ray. Các tính năng mới của V-Ray 5.2 thì mình sẽ cập nhật trong các video tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo.